Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng vừa dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 với chi bộ Đa Mặn 2A, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Chi bộ Đa Mặn 2A có 89 đảng viên quản lý 4 tổ dân phố với gần 1.000 hộ dân, hơn 4.000 khẩu. Trong buổi sinh hoạt thường kỳ, các đảng viên chi bộ đã thảo luận về kết quả thực hiện nghị quyết tháng trước của chi bộ và định hướng trong những tháng tới. Kiến nghị một số vấn đề như sớm chia tách chi bộ, khảo sát lắp đặt cột đèn giao thông tại các vị trí thường xuyên xảy ra va chạm giao thông, đầu tư các thiết chế thể thao, khu vui chơi. Phát biểu trong dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ và những ý kiến đóng góp thẳng thắn mang tính xây dựng của các đảng viên. Chi bộ cần bổ sung thêm công tác phòng chống mưa bão thiên tai, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2023.